Chào các bác, cô chú, anh chị. Kết thúc ngày kỳ nghỉ lễ khá là dài. Từ Tết đến giờ này thì chính thức là đi vào làm nghiêm chỉnh rồi. Không được lang thang và tự do ở nhà như ngày xưa nữa rồi. Như cách đây mấy hôm nữa rồi. Thì chia sẻ của bác là đấy, cũng lâu lắm rồi, cũng nói là lâu thì cũng tính vài ngày mà không có cây mới là nó gọi là lâu rồi các bác. Đấy thì có cái cây này là cây mới các bác, khoe các bác cây này thì bắt được cũng thời gian rồi, nhưng mà một thứ nhất là chưa làm được, thứ hai là thực tế nó cũng chưa đến lúc làm và cũng còn nợ tiền này. Đấy, cái chuyện đấy thì ta không nói, nhưng mà nó là một cây Nam Điền rất là hay, cao cỡ khoảng 30 cm, dáng rất là cổ thụ, chất liệu xanh Nam Điền, chân vệ đẹp, một người bê khá nặng. Đấy, nhìn khá thụ, mặt này mặt chính và mặt sau đây chân vệ khá là ổn. Tôi biết cây này từ ngày xưa cơ, nhưng mà hôm mấy đây thì mới có duyên bắt cây, mỗi thích một cây khác nữa cơ, thích hơn cơ, nhưng cây đấy người ta mua mất rồi thì mình lấy cây này. Đấy các bác, thì cái cây này sơ bộ là chủ trước, tức là người bán cho tôi cái cây này thì là đang định làm ba vai dáng lạc, hai tay một ngọn thì đúng hơn, chứ không phải ba vai cùng một chỗ cả. Đây là tay thứ nhất, tay thứ hai, tay thứ ba. Thế thì nhìn ban đầu thì sơ bộ là đây cũng là một phương án rất là hay, nhưng mà nhìn kỹ ra thì thấy cái tay này nó không hợp lý cho lắm. Không hợp lý là chỗ thứ nhất là nó hơi to này, mặc dù người ta đã phẫu cái cành này vừa bị gãy, lúc nãy bề thì quệt vừa gãy, nhưng mà thực tế tôi cũng không dùng cành này. Đấy, người ta phẫu có cái vết này, phẫu để gập xuống trước, ngày xưa chắc nó chìa này, phẫu sắp xuống, nhưng mà mình vẫn không thích các bạn, vẫn không thấy thích, mặc dù cái dáng như này chơi là rất là hay rồi, mình không thấy thích. Và mình nhìn thấy cái chiều này nó khá là ok, khá là thuận cái chiều này này, chọn là mặt chính chiều này thì bệ nó trải rất là dài. Mặt này thì nhìn rất là thụ và trực, đúng không? Mặt này thì nhìn nó điệu cây hơn. Thế thì cái tay này thì lại có cái khó. Đấy, nếu mà chơi mặt này thì tay này vẫn dùng được, tay này không dùng được thì phải nuôi một cái tay ở đây. Ngày xưa có một cái tay ở đây nhưng chắc cắt mất rồi, rất là tiếc. Thế thì phải nuôi quanh đây hoặc là nuôi cái này ra. Nuôi cái này ra thì lại phải đục khuyết cái chỗ này cho nó rõ cái cổ này ra. Khuyết cái chỗ này cho nó rõ cái cổ này ra. Đấy, và đục dẹo cái thân này đi một tí cho nó móp lại. Nếu bác nào thích nó móp méo, còn không thì để nguyên này thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng chắc tôi sẽ đục sau. Về cơ bản cái này hôm nay tôi sẽ định hình lại cái cách mình định chơi để mình đi vào nuôi cho nó chuẩn. Chứ bây giờ vẫn hơi mông lung là mình đang chưa xác định là có nên chọn cái phương án nào hay không. Các bác nhìn cổ ngọn đây, người ta đục khuyết đây để làm cổ ngọn đây cho nó thoát cái cổ ra. Nếu như mà tôi chơi mặt này thì đục khuyết phát ở đây. Đấy, và nuôi cái tay ra đây thì lấy ngọn có thể lấy ở đây nuôi lên, hoặc là lấy ở đây thì hơi thẳng quá. Nếu lấy bên sườn này đánh về tâm thì nó hay hơn, nhưng mà sau này nó to nó thoát ra thì lúc đấy mình cắt sau nó sẽ rõ ràng hơn. Bây giờ ý đồ nó như vậy thôi, bây giờ còn đang nuôi mà. Ok các bác, thì sơ bộ là dù có lấy mặt này hay không thì tôi cũng sẽ phải cắt vào cái tay này, cắt vào cái khẩu này, cắt cái khẩu này đi. Đấy, làm luôn các bạn. Đấy, mỗi người chơi một kiểu các bác. Bây giờ mình định hình nó chuẩn thì mình cứ thế mình nuôi thôi, người ta chuẩn theo ý mình các bác nhé. Mình cho là đúng thì mình theo đuổi rồi, và sau không cảm thấy hối hận là được. Xin phép các bác, cô chú, anh chị, hôm nay là cởi trần các bác nhé. Có gì không phải bỏ qua nha các bác, nay nóng lắm. Cởi trần cho nó nữa, cứ ướt mà hôi nữa kinh. Đấy. Làm sớm đi một tí nữa. Cái này chắc phải video sau mới đục được. Nay đục thì lại dính vào giờ đi ăn khuya rồi. Cắt. Chốt lại cái.
tuần này em được cắt cây mới không? Được cái màu mini đẹp. Cái màu mini. Lấy cái mầm dưới luôn nha, chứ ngoài thì sao, hỏi thì sao tự cắt cỏ. Nó mọc ở mầm dương nó không thích lắm.
cáo với các bác là không để ý lại làm phiền giấc ngủ của em bé hàng xóm các bác. Thì gia đình vừa có ý kiến nhẹ nhàng thì lại xin phép các bác là tạm dừng cái cây này đến một cái video khác. Nhưng mà sơ bộ là hòm hòm là hoàn thành rồi. Cái cổ này em đã đục xé ra một chút rồi. Ok rồi, nó đã thoát ra rồi. Cái chỗ này, sẹo này chưa xử lý được, cho nó mềm xuống, khuyết để cho nó mềm xuống, cho cảm giác nó đỡ hơi vảnh lên một chút. Thế thì chốt lại cái phương án là vẫn chọn mặt này là mặt chính các bác nhé. Không lấy mặt này, không lấy mặt này. Và sẽ nuôi cái tay này. Sau này không lấy phần này các bác nhé, để cho nó thoát cái cổ ra. Cổ thì có thể lấy từ đây lên hoặc sơ bộ thì vẫn đang chọn cái này. Đang chọn cái này và một phương án nữa ở dưới này lên. Đấy. Dưới này lên, tất nhiên là lúc đấy phải đục cho nó mịn những cái cổ này, những cái vết này cho nó phân vai về rõ ràng. Thực tế là chẳng muốn đục điếc gì đâu các bác, nhưng mà cây nó thế thì phải đục thôi. Và quan trọng là Nam Điền đục xong rồi nó dẹo dọ nó cũng rất là hay. Thời gian nó sẽ làm những cái sẹo trở nên đẹp đẽ hơn. Đẹp hơn cả những cây lành. Thế thì công việc giang giờ là còn cái sẹo này xử lý. Nuôi đây to và cắt giật nhịp này. Cắt giật đến đây nuôi cái tay này. Nuôi cái tay này. Sau cái phần này bỏ đi hết nhá các bác nhá. Tay này thì hòm hòm rồi. Bông này để là bông đỡ đây. Vui vui. Tất cả cây này thì vẫn làm một cây đại thụ thiên nhiên thôi. Không quá quan trọng vị trí tay cành. Nhìn hợp lý là được các bác ạ. Thì sau khi cắt ra và xử lý một số điểm thì mình nhận ra là cây này cứ để tự nhiên. Mặt này là đẹp. Xử lý cái tay này được là ok. Đục dẻo cái cổ này chút cho nó đỡ. Đỡ cái đường thẳng ở chỗ này này. Từ đây lên này, nó gồ cái chỗ này. Đấy. Ngày xưa mà người ta để lại cái tay này thì tôi sẵn sàng tôi bỏ cái tay này ngay. Nhưng mà thôi, đây cũng là một cái phương án rất hay. Mặt này nhìn nó rất là thụ và lực. Mặt này thì nhìn hơi điệu. Hơi điệu. Đấy. Và đục được một chút đây nữa cho nó thoát cái chi đằng sau này ra. Phông đỡ đằng sau này ra. Phông đỡ đằng sau này ra. Đấy, chi đỡ thôi. Chi đỡ thôi. Các bác ạ. Đấy, mặt sau này. Sau hứng thú thì đục rích rắc đây một chút. Đây một chút cho nó sau nó bo lại cho nó múc cái thân này lại thôi. Chứ không đục cũng chẳng sao. Chân vệ cái này dưới này có hết các bác nhá. Đang quây phân này cao không nhìn rõ. Bác nhìn bệ chảy chảy này là các bác đoán được là nó có bệ này. Đây cái phần này nó lộ hơn. Nó lộ hơn. Nó là một cây khá là đẹp các bác. Rất là tương lai. Rất là tương lai. Rồi. Quay trên xuống cho bác nhìn cho rõ. Đấy, xử lý cái này cho nó đỡ vỉnh cho bác. Đục khuyết vào đây. Nuôi cái này nó phồng ra nó sẽ co lại, nó kéo nó giật xuống. Nó sẽ đỡ hơn. Đấy. Đấy. Mai đục chỗ này nữa. Vết này. Xử lý cái này. Và đục thêm cái cổ này nữa. Vậy thôi. Xử lý cái sẹo này chút. Cho nó hài hòa cái chỗ này mà. Chỗ này nó hơi to này. Đấy. Thì làm sao cho nó hài hòa thôi. Ok rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.